Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chuyện khôi hài Nguyễn Xuân Phúc bị gậy đập lưng. Kiêu ngạo trong khi đó không hề biết vị thế của mình là ai. Đây là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam xưa và nay. Và giờ thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là một ngoại lệ. Rất kiêu ngạo và nhiều lúc kiêu ngạo quá sinh ra trường hợp bị hố không rút lại được. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2020, khi đó dịch chỉ thoáng ghé thăm Việt Nam rồi đi. Ông Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là thủ tướng đã sướng miệng nổ banh nhà lồng nói rằng nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi, nó sẽ về Việt Nam. Lúc đó nước Mỹ đang vật lộn với cơn đại dịch lớn nhất lịch sử. Nhìn người ta vất vả chống dịch, còn mình thì chống dịch nhẹ như lông hồng. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã tự phụ và thốt lên câu nói đầy tính kiêu ngạo ấy. Lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu đầy đủ như thế này. Sau 45 năm thống nhất, 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đói, thiếu ăn, nợ nần, chồng chất, từ dân tộc không có tên trên bản đồ tới nay, cả thế giới đã biết đến và còn khen ngợi Việt Nam. Nếu cột điện biết đi ở Mỹ, thì nó sẽ về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ. Tính đến tháng 6 năm ngoái, các nước tăng trưởng kinh tế âm thì Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng 3,82%. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hùa theo phong trào khoác lác khẳng định rằng kết quả kinh tế xã hội vào năm 2019 thắng lợi toàn diện đã làm tiền đề rất tốt cho năm 2020. Do đó, dù nửa đầu năm nay ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, Việt Nam vẫn có nguồn lực để đầu tư và phát triển. Nói thì có vẻ tự tin, bà Ngân phát biểu rằng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là không thể nào đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 6,8-7% năm 2020 như mục tiêu đã đặt ra. Cũng chắc chắn rằng ngân sách không thể thu được, thậm chí hụt thu 100.000 tỷ đồng theo các phương án. Trong cách phát biểu của bà Ngân có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra rất kiêu ngạo. Bệnh kiêu ngạo là bệnh nan y của quan chức Đảng Cộng sản, không thể chữa được. Và tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc lại nói rằng nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam? Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế và xã hội chiều ngày 8 tháng 6 tại Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó là thủ tướng đã phát biểu rằng điều quan trọng là phải giữ chế độ, giữ đảng. Trong bối cảnh thế lực thù địch phản động luôn sẵn sàng đối đầu, sau 45 năm giải phóng và 35 năm đổi mới, đất nước ta như thế nào? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi. Ông nói từ một đất nước đói ăn, thiếu nợ, nần chồng chất đã vượt qua nhiều thác gành để tiến bước. Trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài, người ta nói rằng nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại của nước Mỹ những năm qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam. Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp đã qua. Năm 2020, Covid không ở lại Việt Nam, nhưng tới năm 2021 thì hoàn toàn khác hẳn. Covid đã ghé thật và nó tấn công mãnh liệt vào tất cả các thành phố lớn có tiềm lực kinh tế, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là hình ảnh lời khoác lác của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng nước Việt Nam khi đó. Vào năm 2020, các nước lo chuẩn bị tiền và đàm phán mua vaccine để đối phó với dịch thì chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo khoe khoang thành tích mà không có bước chuẩn bị nào cả. Trong khi đó, các quốc gia như Bhutan, Israel, Anh, Mỹ, v.v. đã được chính phủ tài trợ và tiêm vaccine rốt ráo. Có quốc gia đã tiêm tới 70% dân số, như ở Mỹ thì cũng hơn 40%. Còn Việt Nam gần như chẳng mua được gì, ngoài những vaccine được các nước khác cho tặng. Ngoài có trách nhiệm rốt ráo ngăn chặn dịch bệnh lây lan như tiêm vaccine, thì nhiều nước còn bận hết công suất, bộ máy để thể hiện năng lực chuyên nghiệp trong cách điều hành chính phủ khi tạo ra một hệ thống an sinh xã hội vô cùng tốt. Trong khi đó, hỗ trợ mọi cách để đảm bảo doanh nghiệp được duy trì và lo cho nhân dân ổn định cuộc sống như hỗ trợ tiền, giảm giá thành các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện nước và nhu yếu phẩm. Cũng không cần nói đâu xa, mà ngay cả Lào và Campuchia mới đây cũng đã yêu cầu hỗ trợ người dân tối đa như giảm giá điện cho dân. Đã không hỗ trợ dân trong 4 đợt dịch vừa qua, hầu như cũng không có gói hỗ trợ nào mà về đúng tay người cần, toàn chảy vào nhà quan. Hơn 51.000 doanh nghiệp đã đóng cửa kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhân dân thất nghiệp tràn lan không thu nhập. Không biết với thực trạng như vậy, cột điện nào còn mối về Việt Nam nữa đây? Có thể nói, ông Nguyễn Xuân Phúc nói trước nên bước không tới.
khi dịch đến thì đã lúng túng như gà mắc tóc như thế nào. Cho tới nay, Việt Nam đã có trên nửa triệu ca nhiễm và gần 2 vạn người đã chết vì bệnh COVID-19. Tỷ lệ chết vì COVID cao ngất ngưởng, có thể nói là cao nhất khu vực và hàng đầu của thế giới. Cái giá phải trả là quá đắt. Tội kiêu ngạo của Cộng sản không phải đã để xảy ra thảm kịch như vậy. Xử lý đã lúng túng, ông Phạm Minh Chính đã đăng đàn kêu gọi huy động mọi nguồn lực và đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để giúp chính phủ tiền mua vaccine. Có hơn một năm để chuẩn bị mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không chuẩn bị được tiền mua vaccine thì điều đó cho thấy chính quyền Cộng sản tệ hại như thế nào và ngân sách của nhà nước đã trống rỗng đến bao nhiêu. Tệ quan tham từ dưới lên cao, từ trung ương xuống địa phương, tham nhũng tràn lan, xây nhà, xây biệt phủ rộng lớn nhưng người dân thì bị bỏ ngoài đường. Ở bình diện quốc tế, hành động ngửa tay xin tiền nhân dân còn đang lo chạy từng bữa ăn là một hành động thô bỉ vô liêm sỉ của chính quyền. Có thể nói hành động như thế có thể thể hiện tột cùng của sự vô trách nhiệm ở chính phủ này. Đây là hình ảnh vào năm 2017, ông Nguyễn Xuân Phúc từng gặp Donald Trump. Theo tính của Việt Nam sẽ phải chi khoảng 25,2 ngàn tỷ đồng để mua 150 triệu liều vaccine cho 75 triệu người. Bộ Tài chính cho biết chính phủ đã dành 16.000 tỷ đồng cho việc mua vaccine và dự kiến sẽ có thêm 9.200 tỷ đồng từ các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, người dân. 9.200 tỷ đồng mà không lo nổi lại đi xin tiền nhân dân. Hỏi, vậy là chính phủ gì? Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân các cấp, Ủy ban các cấp đã lên kế hoạch đi du hí tiêu tốn hàng tỷ đồng mỗi cơ quan, rồi xin sân bay hàng chục ngàn tỷ, tượng đài, nhà hát, rồi dự án chống ngập hơn 100 ngàn tỷ, vân vân. Nói đâu xa, Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội mới đây chỉ là trò hề lặp lại sau mỗi khóa để quan đầu não chia ghế đã tốn hơn 1 tỷ đô la của dân. Đây là tiền thuế mà đáng nhẽ phải được phục vụ người dân. Tiêu tiền và ăn chơi sử dụng không đúng mục đích thì chẳng hề tính toán. Vậy mà lúc dân gặp nạn cần thì chính phủ lại đi xin ngược lại. Quả là một chính phủ đốn mặt, bỉ ổn, vô cùng. Lo cho dân không nổi, toàn hứa lèo mà tự hào cái gì. Chính phủ gì mà suốt ngày toàn đi ăn mày từ cụ già không mảnh vải tới em bé cơm không đủ ăn, ăn mày ra tận quốc tế như thế mà suốt ngày đòi hóa rồng, hóa hổ hay sao? Và ông Nguyễn Xuân Phúc vì sao đã không biết nhục? Vào ngày 20 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng đến New York, Mỹ để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương với Mỹ. Dự kiến trong 4 ngày tại Mỹ, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuỗi hoạt động dày đặc với sự kiện quan trọng đầu tiên là dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng tới Tòa Bạch Ốc hồi tháng 5 năm 2017 khi ông còn là Thủ tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, ông Donald Trump mới lên làm Tổng thống Hoa Kỳ được vài tháng. Theo truyền thông quốc tế, Phó Tổng thống Kamala Harris vào hồi tháng trước đến Hà Nội đã đề nghị nâng cấp từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam và khi thảo luận với ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, không thấy có phản hồi nào từ phía Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ thấy phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói với báo chí trong buổi họp báo ngày 9 tháng 9 kiểu trả lời mà không phải là trả lời gì cả. Như sau, sau 18 năm bình thường hóa quan hệ và gặt hái được nhiều thành tựu trong quan hệ thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên thành đối tác toàn diện từ năm 2013. Hai nước kể từ đó đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, kể cả song phương lẫn đa phương. Đồng thời tiếp tục phục vụ người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Thực ra, vai trò của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là biểu tượng, không có thực quyền. Lần này, ông Phúc sang Mỹ chủ yếu là ăn mày vaccine. Trước đây, ông đã ngạo mạn và bảo cột điện cũng muốn về Việt Nam. Giờ đây, ông phải lò dò sang Mỹ để xin cột điện bố thí cho ít vaccine vì chính phủ đã không chuẩn bị trước đó cho người dân. Ngày trước, ông đã vùng gậy, ngày nay gậy lại đập lưng ông. Thật không có nỗi nhục nào cho bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2021 với bản tin Chuyện khôi hài Nguyễn Xuân Phúc bị gậy đập lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.